quý khách trên tàu, thưa toàn thể các đồng chí, phía trước chúng ta là đảo Đá Tây. Đảo Đá Tây cách bán đảo Cam Ranh 235 hải lý, nằm ở 8 độ 51 phút 30 giây vĩ độ Bắc, 112 độ 13 giây 6 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 20 hải lý về phía Đông Bắc. Đảo Đá Tây có hình quả chám, nằm theo hướng Đông Bắc Tây Nam, diện tích thềm san hô khoảng 51 km², diện tích phần nổi là 7,7 hectare, chiều dài của bãi Đá Tây khoảng 15 km, chiều rộng khoảng 3 km. Ở giữa có hồ hình vành khuyên, chiều dài hồ Đá Tây khoảng 6 km, chiều rộng khoảng 3,5 km, độ sâu của hồ từ 18 đến 35 m. Do vậy, hồ rất thuận tiện cho các tàu thuyền của ngư dân vào tránh gió, tránh dông bão. Thềm san hô của bãi Đá Tây có thể phân thành 4 bãi riêng biệt. Giới hạn ngăn cách giữa các bãi là luồng vào hồ, độ cao trung bình các cụm bãi từ 0,2 đến 0,3 m. Ở phía đông của bãi san hô có một soi cát nổi lên, chỗ cao nhất khoảng 0,7 m. Về thời tiết, ở đây cơ bản chỉ có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 độ C đến 30 độ C, thấp nhất là 15 độ C, cao nhất có khi lên đến 36 độ C. Độ ẩm trung bình từ 76 đến 80%, cao nhất là 97%, thấp nhất là 60%. Mỗi năm ở đây có hơn 130 ngày có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, gió đông bắc thổi từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, gió mùa tây nam thổi từ tháng 5 đến tháng 10. Tháng 4 là tháng gió nhẹ nhất. Đây là thật sự là cái bước lên này thì cực kỳ ấn tượng với cái cơ sở hạ tầng ở đây. Thường có bao nhiêu là khá rộng rãi, từ cái diện tích rất là nhỏ ban đầu. Đặc biệt là đảo Đá Tây Ca thì còn có một cái âu thuyền rất là lớn, rất là đẹp và phục vụ cho bà con ngư dân tránh trú bão trong cái mùa mưa bão. Thả ba phao buộc tàu ở phía trong lòng hồ. Ở phía đông của đảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng một cụm dịch vụ kinh tế khoa học với diện tích 7,5 hectare, âu tàu 13 hectare là nơi cung cấp nước ngọt miễn phí, sửa chữa tàu, bán dầu diesel, thực phẩm, thu mua hải sản cho các tàu cá của ngư dân ta, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển dài ngày, giảm chi phí đánh bắt, tăng thu nhập cho từng chuyến ra khơi. Năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục xây dựng, đưa vào sử dụng nhà kho lạnh, nhà phân loại hải sản. Các loại cây giấy là rất nhiều vào hay sao anh? Cây hoa giấy là mang đúng từ đất liền ra là trồng đấy. Trong có ra hoa đẹp này. Về nước nói đây là cái nguồn nước là có máy lọc hay là nguồn nước có nước ngọt mà dùng nước mưa dùng nước mưa rồi chú có giờ không làm được nữa không, anh quay luôn được không? Đây là không làm rồi. Cái gòn an này là của đoàn giao thông đảo kỷ niệm, anh em tôi là chăm nó ra hoa để thi thoảng anh em là ngắm cho nó đỡ nhớ đất liền. Ăn nó trổ một năm được mấy lần đồng chí? Nó trổ này là được 3 tháng đấy. Ba tháng chưa tươi đấy, nó tươi là ba khổ được quá hả? Nó hết cái nhánh nọ, nó lại lên một cái nhánh tiếp theo. Tiền gần 10 triệu đồng, hướng dẫn cho 35 tàu cá cùng 375 ngư dân tránh trú bão an toàn. Đảo Đá Tây từ lâu đã trở thành địa chỉ đỏ cho ngư dân của nước ta nghỉ ngơi, chăm sóc y tế sau những ngày lao động hăng say trên biển, giúp ngư dân ấm lòng hơn, phấn khởi, an tâm bám biển sản xuất, phối hợp cùng lực lượng vũ trang, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh. Cho anh quay các bông giấy của các chiến sĩ nghe. Cũng như các đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đảo Đá Tây được đầu tư xây dựng hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hệ thống bể chứa nước ngọt, hệ thống mạng điện thoại tiếp theo. Các công trình trên góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, học tập công tác, đưa cán bộ chiến sĩ trên đảo về gần đất liền thân yêu hơn nữa. Khi màn đêm xuống, nhìn từ xa, cụm đảo Đá Tây như một thành phố nhỏ. Qua tìm hiểu thì hiện tại là hoa này là do các cán bộ chiến sĩ rồi các cái cán bộ bên ngành thủy sản tới và trồng và chăm sóc. Những năm
Do được trang bị hệ thống bể chứa nước nên đảo đã chủ động đảm bảo được 100% nhu cầu nước sinh hoạt. Để tổ chức tăng gia trồng rau xanh, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây phải vận chuyển từ đất liền ra từng ao đất nhỏ. Mặc dù nguồn nước ngọt khan hiếm, song nhờ các biện pháp sử dụng nước ngọt tiết kiệm, khoa học và phù hợp trong sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây đã thực hiện tốt công tác trồng rau xanh và chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao sức khỏe bộ đội. Tổng sản lượng tăng gia của đảo đạt 115 triệu đồng, trong đó rau xanh trên 1.309 kg và thịt các loại trên 732 kg. Phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền của đàn Trường Sa anh hùng. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây luôn hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, làm chủ vùng biển, đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 7 lần đảo được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Qua các đợt kiểm tra, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho đảo Đá Tây vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2021, đảo có 7 cá nhân được khen thưởng các loại, một tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Thưa toàn thể các đồng chí, dự báo tình hình trên vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa và xây dựng lữ đoàn chính quy hiện đại đang đặt ra những yêu cầu cao hơn. Cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của quân đội, quân chủng, vùng 4 và lữ đoàn, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tích cực giúp đỡ ngư dân cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, xây dựng đảo Đá Tây mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, xứng đáng với truyền thống của đoàn Trường Sa anh hùng. Giờ đây, cán bộ chiến sĩ nhân dân đảo Đá Tây đang chuẩn bị chào đón chúng ta, mang những tình cảm thân thương của đất liền đến với đảo.